Chào mừng các bạn đã trở lại với hiệp 2 của cuộc đối đầu giữa hai khi phong địch thủ Xperia Z3 và iPhone 6. Ở hiệp 1 thì các bạn đã chứng kiến Xperia Z3 áp đảo iPhone 6 về cả thiết kế lẫn màn hình. Còn bây giờ sẽ là những bài test khắc nghiệt và kỹ càng hơn nhiều đối với cả hai máy. Liệu iPhone 6 có thể lội ngược dòng thành công hay không? Cùng chờ xem nhé. Đầu tiên sẽ là camera. Về camera sau của hai máy thì trước đó SNO đã thực hiện một video so sánh. Kết quả có thể được tóm tắt như sau: Z3 có góc chụp rộng hơn, chụp đêm rất sáng, nhưng ảnh chụp ban ngày thì hay bị thừa sáng. Z3 sở hữu một camera có phần cứng rất tốt, song chất lượng ảnh lại có phần kém hơn khi so sánh với iPhone 6. Mặc dù số chấm vẫn chỉ dừng lại ở con số 8 megapixel như là từ thời iPhone 5, song ngạc nhiên là ảnh chụp từ iPhone 6 lại có độ chi tiết cao hơn cả Z3. Màu sắc cũng được tái hiện một cách chính xác hơn. Thêm nữa, một bên là rút iPhone ra và chụp, một bên là rút Z3 ra và chỉnh. iPhone có chế độ chụp auto rất thông minh, lấy nét, chụp ảnh, lưu ảnh tất cả đều rất nhanh. Còn với Z3 thì các bạn sẽ cần một chút kỹ năng tùy chỉnh để có thể tận dụng hết khả năng chụp ảnh trên Z3. Về camera trước thì mời các bạn xem qua một số bức ảnh được chụp bởi camera trước của cả hai máy. Có thể thấy iPhone 6 vẫn giữ được truyền thống tự sướng rất tốt của iPhone khi mà ảnh chụp ra rất chi tiết nhưng vẫn giữ được độ ảo cần có. Còn với Z3 thì ảnh thiếu chi tiết hơn, góc chụp hẹp hơn, da mặt bị đẩy lên quá trắng làm lộ rõ sự can thiệp của phần mềm. Điều đáng nói đây là iPhone 6 camera trước chỉ có 1,2 chấm so với con số 2,2 chấm của Z3. Có thể thấy iPhone 6 sẽ là một minh chứng rõ ràng nhất cho việc camera nhiều chấm không giải quyết được vấn đề gì. Phần mềm và trải nghiệm người dùng vẫn luôn là một điểm yếu cố hữu trên những chiếc Xperia. Tuy đã trải qua bao đời cải tiến từ Z, Z1, Z2 cho đến Z3 thì Sony vẫn gần như giữ nguyên cái giao diện người dùng, không thêm không bớt bất cứ một tính năng hay ho nào. Vẫn là những ứng dụng mini app nghèo nàn như là máy tính, Walkman, trình duyệt từ thời Xperia S. Thực ra thì Z3 có một điểm mới về mặt giao diện so với những người đàn em, đó là nó có hệ thống icon to đến khó hiểu. Sony muốn hướng tới đối tượng người dùng cao tuổi với những icon to rõ ràng này chứ. Với iPhone 6 thì iOS 8 không có quá nhiều sự thay đổi về mặt giao diện, song sẽ gần như không thể chê được trải nghiệm người dùng như iOS 8. Một ví dụ điển hình là tính năng Retrieval, nhưng quan tâm đến sức khỏe của người dùng trong bản cập nhật iOS 8, hay là App Store với số lượng game và app cực kỳ lớn, Z3 chắc chắn sẽ phải nằm chiều dưới khi so với iPhone 6 về mặt phần mềm. Loa ngoài của Z3 là hai loa stereo, còn với iPhone 6 thì chỉ là loa mono thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một bài test nho nhỏ về loa ngoài. Cả Z3 và iPhone 6 sẽ lần lượt phát một đoạn nhạc với mức âm lượng tối đa, và chiếc iPhone 5S ngồi đây sẽ đo mức âm lượng mà cả hai phát ra. Chúng ta còn có sự góp mặt của khách mời HTC One M8 nữa. Các bạn có thể thấy là về mức âm lượng thì Z3 to hơn iPhone 6 một chút. Tuy nhiên thì vẫn còn kém khá là nhiều khi so sánh với lại HTC One M8. Với tư thế cầm máy ngang để xem phim hay là chơi game thì hai loa stereo hướng thẳng về phía người dùng trên Z3 sẽ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời hơn nhiều. Với iPhone 6 thì loa ngoài cho chúng ta thì ít mà cho người bên cạnh nghe thì nhiều hơn. So sánh về pin, iPhone 6 không hề có cửa thắng khi đi so sánh với Xperia Z3, cả về dung lượng pin lẫn thời gian sử dụng thực tế. 3100mAh của Xperia Z3 sẽ mang lại 9 tiếng rưỡi lướt web liên tục, còn với cục pin 1810mAh của iPhone 6, chúng ta chỉ có hơn 5 tiếng lướt web mà thôi. Thêm nữa, iPhone 6 rất dễ nóng lên trong quá trình sử dụng, nhất là khi chụp ảnh. Pin thì tụt, còn nhiệt độ thì tăng nhanh đến chóng mặt. Ở phần đối đầu cuối cùng sẽ là những tính năng đặc biệt của cả hai máy. Xperia Z3 khác biệt với phần còn lại của thế giới Android với khả năng chống nước của mình. Với Z3 thì nghe điện thoại dưới trời mưa, rửa máy dưới vòi nước hay là quay phim dưới nước, tất cả đều có thể. Còn với iPhone 6, tính năng quay phim slow motion lên tới 240 hình một giây là tính năng chỉ duy nhất iPhone 6 mới có. Z3 cũng sở hữu tính năng tương tự, tuy nhiên thì chỉ dừng lại ở mức 120 hình một giây mà thôi. Touch ID cũng là một tính năng rất đáng quan tâm trên iPhone 6. Trải nghiệm quét vân tay ngay từ khi ra mắt trên iPhone 5S cho đến giờ vẫn chưa có đối thủ, mặc cho Samsung và một số hãng khác đã bắt đầu tích hợp tính năng này trên sản phẩm của mình. Và trên iPhone 6 thì Touch ID còn hoạt động mượt mà và chính xác hơn nhiều khi so sánh với lại iPhone 5S. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu giữa iPhone 6 và Z3 đã kết thúc với những diễn biến rất gay cấn. Xperia Z3 tiếp tục tỏ ra vượt trội về thời lượng pin, lo ngoài. Tuy nhiên iPhone 6 đã tỏ rõ quyết tâm lội ngược dòng của mình khi đánh bại Z3 ở phần so sánh về camera cả trước và sau, cũng như là trải nghiệm người dùng. Tổng kết lại cả hai hiệp, Z3 ghi được 4 điểm cho thiết kế, màn hình, âm thanh và thời lượng pin. iPhone 6 có 2 điểm cho camera và phần mềm. Bonus thêm 1 điểm nữa vì nó là cái iPhone, vậy là chúng ta có 3 điểm.
4-3 nghiêng về phía Xperia Z3. Xin chúc mừng Sony và các fan.